lên xe. Đến anh còn sợ cái TSK, sợ cái hồ sơ cá sấu của bọn em. Anh là ai đấy? Im! Đứng lại! Đây rồi anh ạ. Anh. Con Nguyệt bảo mày phải lấy cái này, đúng không? Nhắn cho nó đừng có làm điều gì ngu ngốc, chủ động cả bọn tao đi. Nếu không, cả lo mày xanh cỏ. Anh không thể lý giải về vợ mình. Nhưng anh biết là chị ấy đang gặp nguy hiểm. Nhưng người đang bảo vệ cô ấy không phải là anh, đó là một người khác. Thông tin gì? Chuyện quan trọng không nói qua điện thoại được, nhưng đại khái là có liên quan đến thứ mà anh Khánh đang cất giấu. Tôi sẽ nhắn địa chỉ, bà đến đó nhé. Đi đâu? Mày định đi đâu? Kêu tao giết. Chậm nhất một tuần, nếu cô ta không quay lại, chắc anh phải đổi vợ mới. Thua. Hôm trước em có nói với anh, bọn đe dọa Lan là mấy thằng trong nhóm Giải Phóng Mặt Bằng của Thiên Sơn Mã. Vâng, thế nên lúc đấy em mới hiểu lầm anh. Sau khi nghĩ lại thì chuyện thuê mấy thằng đầu gấu để giải tỏa đất là chuyện bình thường. Chuyện này không còn đơn giản nữa rồi. Cảm ơn em. Lan gặp chuyện rồi. Nó đâu? Mom. Bọn Liên Minh cướp đi rồi. Cái gì? Thằng Trung dẫn bọn Liên Minh cướp đi rồi. Óc chó à? Nhưng mà... Im! Không biết mặt à? Thằng nào trước?